Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là 14 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Dậu tháng Tân Mão năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kiếm phong kim, ngày quý dậu tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, kiếm phong kim, kỵ tuổi, đinh mão, tân mão, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày giàu, lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình giàu, hải tốt, phá tí và tuyệt dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh mão, tân mão, tân giàu, tuổi xung trong tháng, tuổi quý giàu, kỵ giàu, ất sửu tất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đào tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa xấu mọi việc sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sao nguyệt yếm đại họa gió đối với xuất hành giá thú sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát kỵ về giá thú nhập trạch sao ngũ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng sao ly sàng kỵ về cưới hỏi và đặc biệt là ngày 26 tháng 3 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 2 năm Tân Sửu này. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên là việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, cái điều này gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Vì vậy, bạn mệnh tuổi Tý cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc và rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở phía sau lưng bạn, gây ra nhiều trở ngại cho công việc của bạn nữa. Tuy nhiên với bạn tuổi Tý không nên quá lo lắng bởi sức ảnh hưởng của cục diện này cũng không quá lớn nếu như bạn nghiêm túc với công việc mà mình đang làm. Mọi người xung quanh đều hiểu bạn là người như thế nào và chẳng ai lại tin tự những lời nói dối trá vô căn cứ cả. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ Sáu này với bạn tuổi Tý cũng đã gặp được ngày có thiên tài phù trợ, cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn khá chi là hanh thông, thuận lợi. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng nhờ công việc phục vụ hoặc là trúng thưởng dựa vào vận may của mình nữa. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tiêu xài một cách quá phong phí, phóng tay. Về từ vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim cần phải hết sức cẩn trọng khi làm việc. Từ vi tuổi bính tí thuộc mệnh thủy cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân quấy phá từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hãy cố gắng làm việc hết mình từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nhận được tiền thưởng hoặc là phần thưởng nhờ vào vận may từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên chi tiêu lãng phí mà hãy có kế hoạch trong việc quản lý về tài chính. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu Sửu phù trợ cho nên với tính tình điềm tĩnh và chính chắn, bạn dễ dàng tạo dựng được những uy tín với mọi người. Bạn mệnh có tài lãnh đạo bẩm sinh, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ vào sự quyết đoán giải quyết công việc của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi xỉu, nếu bạn đã đứng trên cương vị cao thì bạn cần phải trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới nhiều hơn. Bạn hãy quan tâm hơn đến nhân viên, chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người, từ đó có cách phân công nhiệm vụ sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người nhà đang vô cùng là hòa hợp. Cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình và bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc luôn ủng hộ mình dù có bao nhiêu sóng gió cuộc đời xảy ra đi chăng nữa về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tạo được uy tín với mọi người từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nên quyết đoán hướng mọi người theo hướng đi đúng đắn từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa cần phải trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, luôn quan tâm tới người thân, gia đình. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, nên điềm tĩnh và chính chắn khi giải quyết công việc. Vài đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi dậu tuổi tỵ Từ vi tuổi dần thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có chính quan nâng đỡ cho nên bạn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập nghiên cứu nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà với bạn tuổi dần dễ dàng chinh phục được người đối diện dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân mình bạn mệnh tuổi dần là người kiên định có tinh thần trách nhiệm cao Vì vậy sẽ được lãnh đạo phân công Cho nhiều nhiệm vụ quan trọng Vì vậy bạn không nên giữ Những suy nghĩ bảo thủ Mà cần phải mở rộng tư duy Sẵn sàng tiếp thu những cái mới Ngày này với bạn Tử Dần Cũng đang gặp ngày có kim khắc với Mộc Cái điều này cho thấy Về cái chuyện tình cảm của bạn Và người nhà chưa chắc đã được Yên bình Đôi bên có thể xảy ra xích mích mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bạn mệnh tuổi dần, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, nhận được sự tôn trọng của người khác. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nên suy nghĩ thoáng hơn, sẵn sàng tiếp thu những cái mới. Tử vi tuổi mạo dần, thuộc mệnh thổ, được phụ trách nhiều công việc quan trọng, từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, luôn có tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ, từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, có thể vướng phải mâu thuẫn, xích mích với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương xung. Dù bạn tuổi Mão là người rất thông minh, nhạy biến, tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo với tài năng của mình. Cho nên, thường khăng khăng với ý kiến cá nhân, sẵn sàng gây gõ, tranh cãi với những người có quan điểm trái chiều với mình. Với bạn tuổi mão, bạn không thể bắt ép người khác đồng ý với ý kiến của mình bởi mọi người là một cá thể độc lập với những suy nghĩ khác nhau. Nếu như muốn thuyết phục người khác, bạn cần phải trình bày quan điểm một cách sao cho thật hợp tình hợp lý. Ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm trong ngày bạn thường cự tuyệt tiếp xúc với những người khác giới, không có bất cứ ai có cơ hội đến gần với mình trong ngày hôm nay nữa. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn, có linh cảm tốt. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, Quá kiêu ngạo vì tài năng của mình, Tử Vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên bắt ép người khác làm theo quan điểm của mình. Từ Vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục hơn. Tử Vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy cởi mở hơn để người khác có được cơ hội tới gần. Về đánh giá của ba tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn ạ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ cho nên bạn tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người thế nhưng chính bạn lại thường xuyên thiếu đi sự tự tin hay do dự khó đưa ra được những quyết định cuối cùng và bạn cần phải xác định hướng đi cho mình một cách rõ ràng hơn Hôm nay là một ngày rất thích hợp để cho bà Thủ Thìn thực hiện những công việc hợp tác làm ăn vì thế với những ai làm công việc về kinh doanh buôn bán đầu tư bạn nên mạnh dạn đưa ra những quyết định để nắm ma để bắt tay với đối tác đừng có chần chừ quá lâu khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc Ngày này với bà tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì rất ổn định. Bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những định hướng rất chi là chính xác trong những tình huống khó khăn nữa về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chưa xác định được điều mà mình thực sự mong muốn từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh mộc hay trần trừ do dự để lỡ mất cơ hội từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim thích hợp để đưa ra những kế hoạch về hợp tác làm ăn từ vi tuổi nhâm thìn mệnh Thủy tình cảm vợ chồng được ổn định hai người hay chia sẻ với nhau về đánh giá của ba tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát Tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Mão tuổi thân Từ V tuổi Tỵ thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên bạn khẳng định được vị thế của mình trong công việc, nhất là đối với những ai đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Với sự thông minh, nghiêm túc, không màn danh lợi của bạn được mọi người tin tưởng và đánh giá rất cao nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ đôi khi bạn lại giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi để bắt kịp với thời thế. Sự cố chấp với quan điểm của mình, nhiều khi bạn sẽ đi vào ngọa cụt, bạn cần phải cởi mở hơn và chịu khó thay đổi góc độ tư duy của mình nữa. Ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có họa khác với kim, cho thấy với bạn thường hay nội nóng với nửa kia, bạn mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thích của mình một cách vô căn cứ như vậy, bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm tới bạn mà thôi. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa khẳng định được vị thế của bản thân mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người xung quanh từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ không chịu thay đổi từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người khác từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chú ý hợp tác với mọi người vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ 6, ngày 26 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bà tử ngọ xem tử vi cho thấy với bà tử ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này làm cho bà tử ngọ đang không gặp được nhiều may mắn trong mối quan hệ về tình cảm ngày này nếu như bạn đang quản độc thân bạn mạnh đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng tới khi hai người đều chắc chắn về tình cảm của mình mới nên đưa ra quyết định còn nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn mạnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái bạn mạnh cảm thấy không hài lòng vì con cái luôn cố tình làm trái với ý của mình tuy nhiên đôi bên cần phải nói chuyện nghiêm túc để cùng tháo gỡ chứ bạn không nên ép buộc con cái hoặc là lạm dụng rôi vọt để dạy con cái Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho thấy trong công việc bạn tuổi ngọ là một người rất tài hoa, bạn có thể tìm được những cơ hội để tỏa sáng bản thân mình. Nếu làm lãnh đạo, bạn là người có sức ảnh hưởng lớn và hoàn toàn có thể dẫn dắt mọi người đi tới thành công nhờ vào đầu óc thông minh, cơ trí của mình. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên áp đặt con cái làm theo ý của mình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tìm được cơ hội để tỏa sáng bản thân. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có thể dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm gặp phải nhiều vướng mắc Vài đánh giá của bà tuổi ngọa trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mùi, thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ Sáu này với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có Tỷ Kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Nếu bạn không làm việc gì đó sai trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay là bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai là người đúng ai là người sai và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn mà thôi. Bạn tuổi mùi, bạn là người dũng cảm và luôn có tinh thần phấn đấu, không ngừng nghỉ trong sự nghiệp cũng như là học tập. Thế nhưng, bạn lại thường sống khép kín, ít khi chủ động hòa nhập với mọi người. Và bạn cần phải mở rộng mối quan hệ của mình hơn, bạn sẽ thấy được sự nghiệp của mình trở nên thuận lợi hơn rất nhiều ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy về mối quan hệ của bạn với những người trong gia đình đang rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này tình thân là điều quý giá nhất trên đời. Dù có tiền tài địa vị như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim dễ phải chịu sự nghi ngờ, giảm pha của mọi người. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, sự thật sẽ chứng minh tất cả, không nên quá lo lắng, bối rối. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, luôn có tinh thần cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, cái mối quan hệ được hòa hợp biết chăm lo cho gia đình. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép kín mình. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường màu vàng màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình, bạn mệnh tuổi thân có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Còn về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, bạn cũng có được những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Bạn được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, bạn càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. Xem tử vi cho thấy hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn khám và chữa bệnh. Nếu cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo thì bạn nên đi khám bác sĩ để kịp thời điều trị càng sớm càng tốt. Có như vậy mới có đủ sức khỏe để làm việc. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, từ vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, gây ấn tượng tốt với mọi người từ lần gặp gỡ đầu tiên, từ vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, sự nghiệp có những bước tiến triển thuận lợi, từ vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cố gắng phát huy điểm mạnh của mình, từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim nên khám chữa bệnh nếu cảm thấy không được khỏe. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu đang chịu tác động của cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy nhất là khi có ai đó làm điều gì khiến cho bạn không vừa ý bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho người khác bởi cái tính nóng nảy, nói năng mà không suy nghĩ của mình. Và với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh cần phải chú ý cái cách diễn đạt để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra. Đừng có quá tự kiêu cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy, bởi có thể chính bạn cũng đang mắc sai lầm mà không nhận ra mà thôi bản mệnh tuổi giàu cần phải chú ý sức khỏe của mình trong ngày hôm nay hơn, không nên quá tập trung vào vấn đề nào đó mà bỏ bơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay, bạn có thể sẽ mắc phải những chứng bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc là răng miệng. Từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Từ vi tuổi đinh dậu Thuộc mệnh hỏa, nói năng không suy nghĩ, gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, không nên quá kiêu căng và tự mãn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, xem tử, tử vi cho thấy với bạn tuổi Tuất đang trải qua một ngày gặp phải đủ chuyện phức tạp do đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tư hại. Bạn tuổi Tuất có thể sẽ bị những người tưởng chừng như là thân thiết hãm hại. Tuy nhiên, dù có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, bạn cũng không nên có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia đang có điểm báo có dấu hiệu bất ổn. Bạn không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Nếu không, quan hệ giữa đôi bên sẽ càng trở nên xa cách nhau hơn. Bạn cần phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục ngay lập tức. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tuất nếu cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi theo những hướng tốt để gặt hái nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn với mình. Hướng tốt trong ngày hôm nay là hỷ thần hướng Đông Nam và tài thần hướng chính Tây. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh họ bị người thân thích hạm hại. Tử vi tuổi bính tuất Thuộc mệnh thổ, không nên giữ những suy nghĩ bi quan, từ vi tuổi mạo tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm vợ chồng thờ ơ, lạnh nhạt, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, cố gắng hết sức để khắc phục những vấn đề trước mắt, từ vi tuổi nham tuất thuộc mệnh thủy, suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Kim sinh cho Thủy vượng, cái mối quan hệ giữa bạn và gia đình đang rất chi là in ấm. Bạn tuổi Hợi luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít đi được những mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Trong ngày này đối với những bạn đang còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn khá chi là vượng, bạn mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu với bạn bè và rất có thể bạn sẽ tìm được ra người phù hợp với mình ở nơi đó. Quan về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ sáu này, bạn đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cho nên bạn cũng đang có được cơ hội thăng tín trong ngày hôm nay. Bạn cần phải tự tin hơn vào khả năng của mình, dám đứng ra nhận những nhiệm vụ quan trọng rồi người khác sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nhân duyên vượng nên chủ động bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tự tin hơn để sẵn sàng chấp nhận thử thách. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có cơ hội phát triển nằm trong tầm tay của mình. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.